បាទរីមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រធានទី3របស់យើងបន្តទៀតមានទស្សនៈមួយលើកឡើងថាអំពើហិង្សានាំមកនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបាទចូលបញ្ចូលឲ្យបានបកស្រាយអញ្ចឹងនៅក្នុងសន្និសីទដែរមុននឹងសរសេរយើងត្រូវយល់ប្រធានសិនអញ្ចឹងអ្វីជាអំពើហិង្សាអញ្ចឹងអំពើហិង្សាគឺជាទង្វើឬក៏ជាសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបន្លំដោយអំពើមិនគប្បីទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលមួយ ពីគីមខាងទៀតទទួលរងនៅការឈឺចាប់ឬក៏ឬការបាក់ទឹកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងណាហើយតើវាអត់មាននាំតរការរីចម្រើនទេវាអាចធ្វើយើងទទួលរងនៅការឈឺចាប់ឬក៏ហៅថាការវិនិច្ឆ័យឬប្រប្រាស់គ្នាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាប្រធានយើងថាអំពើហិង្សានាំមកនៅស្តីវិនិច្ឆ័យហើយស្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងហើយណាស្តីវិនិច្ឆ័យគឺជាភាពរលំរលាយសាបសូន្យណាមិនរីចម្រើនទេបាទបើយើងមានអំពើហិង្សានៅគ្រួសារក៏ធ្វើយើងមាន ពិបត្តិឬក៏ថាខ្វះពីក៏ដៅដែរអញ្ចឹងក្នុងក្រុមការងារវិញបើយើងខឹងចិត្តខឹងគ្នាហើយប្រើអំពើបែបហ្នឹងវាខ្វះធ្វើបាត់បង់ភាពសាមគ្គីឬក៏បែបបាក់ទីក្នុងជាដើមបាទអញ្ចឹងប្រធាននេះជាប្រធានមជ្ឈលបងប្អូនអ្នកនេះដូចជាមិនពិបាកយល់ទេហើយសម្រាប់ឯកសារហ្នឹងបងប្អូនអ្នកសិក្សាអាចទាញយកនៅខាងក្រុមលីងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំទៅលាក់លីងដើម្បីងាយស្រួលដោនឡូតអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំអត់បានបកស្រាយច
bệnh hà ông phương xã nông cụ xã trên nông cụ xã cả đám miền ông phương xã vì mình đi chấm đá này phải cụ xã qua phía cọc đau nè bà con phun chui chập chẳng tới hay nông vật xã nhưng lực do sự máy sinh cung đi sinh cung cam chiết bị thập tay đã phục bệnh nhân đạo ở ca ca sầm lạp đó thuộc bà chỉ chôn hay chẳng coi bọn nóng mình vì thở đu lùm tử vinh nhớ nè và ai sao sao biết nhưng lực do có được tôm tiêu mà tôm tiêu toàn tôm tư ở chung cho sản lập chào đó dạng dạng bị sai á chẳng khỏi tu ông đại ban lập tôm nó có mình rực luôn này thứ ba phải mang sẵn nó cắt tu phá chi vật từng ông nè riêng nè đại chùa rum thêm công các thời chặt tục chi đặng gì đây và ai sao sao mới thấy nhầm lớn cứ không riêng riêng kề đại riêng kề nè cứ nhầm lớn trong ở bảy điểm khăn nên sẽ đáng cô rụt còn riệp chẳng có miễn trực áo của hai vị chắn than niên sẽ đáng miễn sẽ hai chung nên còn riệp nữa có ba mình chi ở bảy dụ như đã thực hành chất đó mình bán chung nông thực ra thì mà thôi miền cổng nôm thôi miền cá tròn bia thương tình tầm màu mà mình sọc sàn đấy còn những sự tà nắng bọc sự trà thá chỗ bình cầu với luật là tài bà riêng sọc cột bà hay xin mạp ông bố riêng sọc xa ai ở đó sọc sợp xem xin thiết đầm bay thua chi ở tiểu họ bàn đấy bà nó khi mà ở dưới mà rù vậy chẳng ai lơ sọc xa ná đại cực thà ai còn tổ thiên bán như lực châu màu đấy ở đây thì bà xin mạp sợp hay năng lý những thứ tam ví dụ đó hay bị chập sạch đấy những viêm mật tệ là những viêm đại tệ tọc viêm đại mật tệ bạch thiên và hay năng mật tệ tọc luôn là tam tăng máu mà chẳng vì âm ý chờ tới tập phần năng ấy mà sinh diệp ôn ôn của dân sắc xa miên cần được ý xế ai bồi dịch bán ai bình thêm cần xem xét địa bàn đấy hay complete download hay mơ nơi khăn linh khăn cầu phòng đấy và ở con chán chụp hình nơi ở các cầu tiền.